Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục cái chuyến thiện nguyện hôm nay, Minh Hoàng cũng có ghé viếng thăm một cái gia cảnh cũng hết sức là đặc biệt. Như quý vị thấy, một cái ngôi nhà gỗ mà nó che nữa, mấy cây nó mục hết rồi. Anh này thì ảnh cũng còn trẻ chứ không có lớn, nhưng mà ảnh bị tai biến nên mà sống đơn độc một mình nữa, nên cái hoàn cảnh sống nó cũng hết sức là khó khăn. Rồi thôi thôi, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi cái cuộc trò chuyện của anh như thế nào ha. Chào anh. Anh nói được không? Không được, Đức Duy nói rồi. Đức Duy nói luôn Ừ, hả? Đức Duy nói luôn. Ôi trời ơi. Vậy cô ngồi xích vô cô. Dạ, chào Dạ, cô tên gì? dạ, Quỳnh Thị Lo. Dạ. Quỳnh Thị Lo. Quỳnh Thị Lo. Dạ. Là cô là sao với anh? Em chị dâu đó. Chị Chị dâu, dâu. chị dâu thứ hai. Anh bị sao Mẹ cô? tai biến. Bị tai biến Tai hả? biến rồi, người Đức Duy nói luôn. Đức về nói Đức luôn. Duy nói luôn, không nói chuyện được. Nhưng mà cũng còn đi chập chập Còn được, đi giờ về đi quật quật vậy đó. mà đi từ dưới mé sau lên đây là cũng cả Ừ, vấn đề hả? đoạn đời á, chèo cầu thang cũng cần, Nhà mà còn nhà đất luôn á bạn, nhà đất luôn quý vị, nhà nền nợ đất luôn đó, cục cục giống như hồi xưa đó. vậy Ừ, đó. nông nghiệp vậy đó, cái một mang vết vậy đó đó, hồi xưa vậy Mà đó. cũng rất là nóng ha. Ừ. Trời ơi. Rồi năm nay ảnh bao nhiêu tuổi rồi cô? 40 bố bố ở hai 42 hả? 42 à. 52 52 năm hả? 52 52 52 tuổi. 52 tuổi. 52 tuổi mà nhìn từ bệnh đó ha, nhìn thấy cũng hơi cứng. Có vợ con gì không cô? Vợ bỏ rồi, Vợ bỏ lâu vợ chưa? bỏ lâu rồi, bắt đầu bị tai biến gì nào, vợ bỏ lâu rồi. Bị tai biến rồi vợ À, mới bỏ vợ hả? mới bỏ. Có con không? Có hai đứa, Hai đứa con hai ở đứa không? con ở với mẹ, Đi theo mẹ luôn. như theo mẹ luôn. Rồi có về thăm không? Lâu rồi Tết thì có gì thăm. Rồi vợ có về không? Cái gì ở khi không con đi thăm qua thường, Lúc bệnh vậy là bỏ đi luôn. bỏ đi luôn á, thì lúc bằng nó có tiền hay gì chồng còn bị đau vậy đâu có bằng ra tiền nữa, người vợ bỏ. Cũng Nha khổ rồi. nha Rồi cô ở bên đây, ở gần bên đây hả? đó, nhà kế bên nè. Ở kế Nhà bên đây luôn nhà kế hả? bên đó, Cái nhà bên đó nhà ha. nhà bên đó đó. Là Đây sớm hôm chạy qua đây lo ờ lo phần cơm nước cái ờ hả? cái, em nó nấu tự nấu nó ăn, mình nấu không có được, Tự nấu luôn. tự nấu luôn, mua cái nồi cơm điện mà lớn ngày nào nấu đó đó, gạo đó do con tay gì nấu ăn đó, ăn lên nè cũng không ấy. Cuộc sống bây giờ nó Ừ, cũng bị hơi lâm vô khổ, cảnh này cũng khó khăn khó ha. khăn một việc Nói không được luôn. nó không được, mình thử ra đâu có ăn uống gì mà mua cái giống gì là ngon lạng. Ừ. Người ai có cho gì ăn nấy, có biết cái thịt heo á, thịt heo ngoài đường bán là gì kêu lại mua là mua hoài ăn vậy đó, Hoài ăn hoài vậy đó, chứ đâu biết nói gì không đâu. biết nói gì chân mua cái gì ăn hết trơn á, rồi gửi mình đâu biết nói chuyện đâu, mình gửi mình mua có ở tỉ ăn cá rồi sao mình biết mình mua, không có biết vậy đó à. Có thịt heo ngoài đường nó bán là gì gặp thì kêu lại mua vậy đó, rồi ngồi bà thịt heo biết ý rồi cái ghé cắt nửa ký nửa ký gì đó rồi đem vô. Vậy là cô là chị dâu Chị dâu thứ hai. ha, chị dâu mà cũng thương em ha, cũng Dạ. lo lắng cho em ha. Dạ. Rồi cái tay nào hoạt động được? Tay này nè. Còn cái tay đó Tay ngửa bên đó kia, tay hả? này quéo rồi. Cái chân với cái tay bên đây là dạng như bị liệt nửa Bị bên, liệt nửa bên rồi. với không nói được luôn, nghe được ha. Nghe. Nghe Tưởng được. đâu đứt cái dây nghe luôn là mệt đó. Nhưng mà nó liệt bên tay đó, tay đó nó quéo luôn á, không có tay thẳng là được á. Là sau khi bị tai biến là cô vợ mới bỏ đi, Ừ, bà bị biến rồi vợ bỏ đi. dẫn hai đứa con đi Dạ, luôn. Con lớn chưa cô? cũng 18 hay 19 gì tuổi rồi à. 18 19 tuổi rồi. Ờ mà tuổi dưới nhẹ hả? Nhưng Kiều 24 tuổi rồi. 24 24. Ừ,
lớn 24 tuổi rồi. 24. 2 4 5 25. 25 Rồi rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Sao vậy được ta? Tự nhiên bỏ đi luôn vậy ta? Không lo luôn. Bỏ về bên nhà bả luôn. Giờ bỏ nhà bả luôn. Hồi nãy mình hỏi địa chỉ đâu với tên gì có khi bà con biết thì tự lại đây giúp đỡ cũng được. Đây thôi khỏi đi. Rồi hôm nay tới viếng thăm gia đình thì có một cái phần quà của Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi tặng cho anh ha, để ăn lấy Thảo nè, gồm có gạo đó, với gửi cho anh thêm 200.000 để có uống ăn cái gì mua cái gì á mua ha. Mua cá quắm gì, mua thịt đồ ăn. Rồi. Cảm ơn Ngụ Nghiệp. Vui không gật đầu coi? Vui không? Vui ha. Đây là cái phần quà này ha. Cái này cô lát cô cắt cho bánh nha. Đó, đây là gạo, những cái phần quà quý vị. Đó. Rồi thôi bây giờ cô ra đây nè, cô ra đây cô thay mặt ảnh giùm ha. Cô cảm ơn các Mạnh Thường Quân giùm ảnh ha. Dạ. Cô ngó lên màn hình nè cô. Rồi. Mong ơn mấy chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em chồng tu Ngụ Nghiệp. Đây là của một một chị giấu tên ở Mỹ. Mong ơn cho em tu vậy giúp đỡ cho nó vậy Ngụ Nghiệp nó. Rồi, hen luôn. Rồi coi. Dạ. Quý vị, anh này thì ảnh bị tai biến và đứt luôn cái sợi dây nói nên là ảnh không nói được. Cái cô này là chị dâu, chị dâu ở kế bên là cũng như là chăm sóc hộ ảnh vậy đó. Thì hôm nay Minh Hoàng có đến thăm gia đình anh và có trao phần quà của chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ giấu tên, gửi tặng đến anh một cái phần quà gồm gạo và tiền ha. Thì Minh Hoàng cũng xin thay mặt gia đình của ảnh tên gì thay mặt gia đình của anh Tâm gửi lời cảm ơn đến chị giấu tên ở bên Mỹ đã có cái tấm lòng hướng về các cái hoàn cảnh neo đơn khó khăn để giúp cho những cái gia đình. Tuy rằng cái phần quà nó không lớn lắm nhưng mà nó thật sự đầy ý nghĩa, giúp cho bà con mình cũng vượt qua được một cái phần nào của cái nỗi khó khăn. Rồi thôi hôm nay cũng mong ơn cho chú ở giờ thăm gia đình cô có một cái phần quà cho anh Tâm. Thôi thì giờ tụi cháu cũng xin kiếu ha. Và trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào cái giơ tay chào ấy. Chào. Chào. Nó không được rồi. Rồi giữ sức khỏe ha. Trời. Mong ơn mấy chú kìa.